là xong đã. Chưa. Khi nào đục đu đua hoa giờ thì ông khởi lần nào mà khởi lần. Xong đã. Mà để con này tiếp tục đào mà đến sau. Nghỉ đã. Bao nhiêu lần nghỉ đã chứ không phải đánh. Khi ông chưa không nhiệm vụ ông chưa được khởi bao nhiêu lần nghỉ đã. Ông thấy thế bằng chức. Chưa mời vô làm đề lắm á. Mời cả anh lên cháu đi. Mời các đại diện. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các vị đại diện của các xóm. Đề nghị chúng ta ổn định để đi vào lễ khai mạc. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa bà con nhân dân và quý vị khán giả, thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua chương trình lễ hội đua thuyền truyền thống làng Đông Dương gồm có những nội dung sau. Một là ổn định tổ chức thông qua chương trình lễ hội đua thuyền làng văn hóa Đông Dương năm 2024. Hai là khai mạc lễ hội. Ba, ban tổ chức thông qua thành phần hội đồng đua và quy chế hội đua. 4 là tặng cờ lưu niệm cho 8 đội đua. 5 là tiến hành thi đấu các nội dung trong ngày. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa bà con nhân dân, quý vị khán giả. Con thuyền, dòng sông bến nước là những hình ảnh quen thuộc trong đời sống của người dân nông thôn từ bao đời nay. Hội đua thuyền truyền thống cũng ra đời trên cơ sở đó để cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Trong những năm qua, với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, môn đua thuyền truyền thống có sức hấp dẫn, lan tỏa mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên những cuộc tranh tài sôi nổi, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống và nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe của người dân địa phương. Việc gìn giữ và phát huy giá trị của hội đua thuyền truyền thống đã khơi dậy tình yêu quê hương, thắt chặt tình đoàn kết, lòng tự hào của người dân hướng về nguồn cội. Lễ hội này không những tạo không gian giao lưu, gìn giữ nét văn hóa truyền thống của quê hương mà còn tạo sân chơi thiết thực cho người dân phát huy tinh thần chủ động ứng phó với thiên tai cũng như làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão. Với ý nghĩa đó, nhằm mục tiêu nâng cao phong trào thi đua hội đua thuyền truyền thống, được sự cho phép của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hải Dương, làng văn hóa Đông Dương tổ chức hội đua thuyền truyền thống năm 2024. Trong niềm vui của ngày hội lớn trên quê hương, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Gia Linh, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban điều hành làng văn hóa, trưởng ban tổ chức giải lên phái biểu khai mạc lễ hội. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể bà con, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng, Ủy ban nhân xã Hải Dương, chi bộ thôn, sự ủng hộ giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể cấp xã và thôn, làng văn hóa Đông Dương tổ chức ngày hội đua thuyền truyền thống năm 2024 với mong muốn xua đi những khó khăn vất vả trong những năm qua, tạo điều kiện để bà con nhân dân được vui chơi, thi đua, rèn luyện thể dục thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi, gắn kết tình làng nghĩa xóm, chúng ta xây dựng quê hương Đông Dương ngày một giàu đẹp, văn minh, chung sức, chung lòng vượt qua thiên tai, dịch bệnh và cầu mong cho cuộc sống người dân được thuận lợi và mùa màng bội thu. Kính thưa quý vị đại biểu, hội đua thuyền là một nét đẹp văn hóa truyền thống gắn với người nông dân quê ta. Trước đây khi mọi công việc làm nông gắn liền với việc đi lại trên những chiếc ghe đò và vận chuyển phân bón nông sản, sau những ngày tháng với công việc đồng áng nặng nhọc, sẽ có những khoảng thời gian nghỉ ngơi trong mùa mưa lũ, mùa của nước sông dâng lên đầy ắp đồng ruộng, nước lũ cuốn đi những sâu bò và mang phù sa đến bồi đắp cho những mùa màng năm sau. Chính vì vậy, người dân quê ta hân hoan mở hội đua thuyền để cầu cho mưa thuận gió hòa.
mùa màng tươi tốt, người dân được bình an, sức khỏe, mạnh khỏe. Về dự và theo dõi ngày hội hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu. Về phía huyện, tôi xin trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Quang Phúc, chuyên viên hội nông dân huyện, được ban thường vụ huyện ủy phân công giữ sinh hoạt chi bộ. Về phía xã, tôi xin trân trọng kính giới thiệu ông Võ Trung Hiếu, đảng ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân xã, đảng ủy viên phụ trách chỉ đạo đơn vị thôn Đông Dương, cùng các đồng chí trong ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, cán bộ ban ngành đoàn thể cấp xã đã về và dự theo dõi ngày hội đua thuyền truyền thống của làng Đông Dương năm 2024. Về phía thôn, tôi xin trân trọng kính giới thiệu có ban chấp hành chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, hội đồng quản trị, ban kiểm soát của hợp tác xã, bộ phận kế toán, thủ kho, đại diện các ban ngành, đoàn thể cấp thôn, đại diện ban điều hành làng văn hóa, bác hội chủ làng, đại diện cho toàn xóm, cùng đông đảo bà con nhân dân, bà con làng Đông Dương đang sinh sống và làm việc và học tập trên mọi miền đất nước cũng như nước ngoài đã về trực tiếp tham dự lễ hội ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, kính thưa toàn thể, đã từ lâu phong trào thi đua do nhiều yếu tố khách quan khác nhau cùng với thiên tai dịch bệnh làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế của bà con nhân dân. Với ý chí thay đổi và khơi lại niềm đam mê đua thuyền, bà con lại cùng nhau đứng dậy sau những ngày tháng khó khăn để tiếp tục lao động cải thiện đời sống của gia đình, chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày một văn minh. Hội đua thuyền năm nay sẽ quy tụ 8 đội thuyền của 8 xóm trong toàn làng với tinh thần đoàn kết xây dựng quê hương ngày một đi lên. Thấy được sự phấn khởi, quyết tâm trong những ngày qua, cùng các xóm đã nỗ lực tổ chức họp và thống nhất phân công nhiệm vụ bố trí thuyền đua, người bơi, người hậu cần, nấu nướng mới hết tinh thần đam mê cùng bà con trong hội đua thuyền hôm nay, mong muốn đem lại sự thay đổi từ đời sống quê mình, mong muốn đem đến tinh thần từ quả hoạt động văn hóa để phát triển kinh tế xã hội quê hương. Với ý nghĩa đó, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc hội đua thuyền truyền thống làng văn hóa Đông Dương năm 2024. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách mời và toàn thể bà con nhân dân đã đến chung vui ngày hội. Kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Lê Quang Thắng, thành viên của ban tổ chức, trưởng ban thư ký lễ hội đua thuyền, lên thông qua thành phần hội đồng đua và ký chế hội đua. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các vận động viên cùng toàn thể bà con, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin thông qua thành phần hội đồng đua thuyền làng văn hóa Đông Dương năm 2024. Thành phần gồm có: một, ông Hoàng Gia Linh, trưởng ban điều hành làng văn hóa, trưởng ban; hai, ông Lê Quang Thắng, trưởng ban công tác mặt trận thôn, phó ban; ba, ông Phan Văn Quang, giám đốc hợp tác xã, phó ban; bốn, ông Đoàn Đông, trưởng ban kiểm soát hợp tác xã, thành viên; năm, ông Trần Chiến, phó giám đốc hợp tác xã, thành viên; sáu, ông Hoàng Anh Tuấn, ủy viên hợp tác xã, thành viên; bảy, ông Đoàn Minh Hương, ban kiểm soát hợp tác xã, thành viên; tám, ông Phan Văn Hòa, chi hội trưởng hội nông dân, thành viên; 9, ông Phan Thanh Vinh, bí thư chi đoàn, thành viên; 10, ông Đoàn Thanh Tấn, chi hội trưởng hội cựu chiến binh, thành viên; 11, ông Nguyễn Lần, chi hội trưởng hội người cao tuổi, thành viên; 12, bà Đoàn Thị Thu Trương, chi hội trưởng hội phụ nữ, thành viên; 13, ông Đoàn Trừ, kế toán hợp tác xã, thành viên; 14, ông Phan Hoàng Sơn, thủ kho hợp tác xã, thành viên; 15, 8 anh xóm trưởng của 8 khu dân cư, thành viên.
Tiếp theo tôi xin thông qua nội quy quy chế thể lệ của hội đua thuyền hôm nay. Một, thời gian tổ chức là từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút đối với buổi sáng. Buổi chiều là từ 13 giờ đến kết thúc giải đua. Thời gian nghỉ lao của mỗi giải là 10 phút. Nếu xóm nào tập trung về băng quang cầm thì xóm đó không tham gia giải đó. Hai là mỗi xóm cử ra một đại diện của xóm mình để bốc thăm và làm việc với ban tổ chức. Và ban tổ chức chỉ làm việc với người đã được xóm cử ra. Ba là số lượng vận động viên của mỗi thuyền viên là 7 người. Bốn là trong quá trình đua, thuyền nào bị hẹo về mà không quay lại lột về thì ban tổ chức loại giải đó. Giải 8 liên thắng sẽ được tính từ buổi sáng liên buổi chiều. Năm là vận động viên chỉ đua cho mỗi xóm, có hộ khẩu thường trú xóm nào thì đua xóm đó. Đối với rể có hộ khẩu thường trú trong xã, không giới hạn nhưng chỉ ngồi bơi một người trong một giải. Đối với o thì được tham gia không giới hạn. Sáu là tuyệt đối các vận động viên không biết bơi mà không mang áo phao thì không được xuống thuyền. Nếu xóm nào cho xuống thì xóm đó sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bảy là trong ban quan của ban tổ chức, sau khi bốc thăm xong thì mời tất cả các đại diện của xóm ra ngoài ban quan, chỉ còn lại ban tổ chức có trách nhiệm mới được vào. Cấm tất cả các người không có trách nhiệm thì không được vào. Và khi đua thì không được xô đẩy thuyền đua. Và xóm nào có người xô đẩy đánh nhau trên thuyền thì ban tổ chức sẽ loại thuyền đó và không cho tham gia các giải còn lại. Và sẽ phạt thuyền theo quy định của ban tổ chức, có biên bản cam kết của các xóm trưởng. Tám là mọi hành vi vi phạm như đốt pháo, ban tổ chức sẽ treo ghe xóm đó trong suốt giải đua và không nhận được tiền hỗ trợ từ ban tổ chức. Gây gỗ xô ẩu lẫn nhau gây mất trật tự thì ban tổ chức sẽ trừ 50% số tiền hỗ trợ. Nếu ghe đội đua khác ban tổ chức phát hiện thì ban tổ chức sẽ thông báo ghe đó loại khỏi giải đua đó. Bất cứ hành vi gây gỗ nào trên đường đua ban tổ chức sẽ xử lý theo đúng quy định đề ra. Chính là thống nhất theo biên bản của các xóm họp vào ngày 12 tháng 11 và ngày 20 tháng 11 năm 2024. Lưu ý, riêng xóm họp cho mượn một lái tông xà cả ngày trừ giải cung. Xóm chùa cho mượn ba ô ở xóm chùa Diên Khánh chỉ ngồi ở hàng thuyền. Giải cung trưởng xóm ngồi lái, vận động viên trong xóm ngồi hàng thuyền. Riêng xóm Dương Khê và xóm Trẻ cho đổi người nhưng được ban tổ chức thống nhất cho con người lựa chọn. Giải tự do mùi lái cho người trong xã cộng với 5 người hàng thuyền và phải có một người trong xóm đại diện. Giải phá là người trong xóm, riêng xóm họp được một người đã được lựa chọn. Cơ cấu giải đua trong ngày là 11 giải, 9 giải nam, 2 giải nữ. Buổi sáng là 6 giải, buổi chiều 5 giải. Giải nữ giải là giải thứ 3 buổi sáng và giải thứ 2 của buổi chiều. Trong hai giải nữ, phụ nữ ở trong xóm cộng o chỉ ngồi ở hàng thuyền. Trong 9 giải nam có 7 giải treo, tính luôn giải tự do. Vừa rồi là tôi đã thông qua nội quy quy chế của giải đua thuyền năm của làng văn hóa Đông Dương năm 2024. Kính chúc quý vị đại biểu, các vận động viên, các toàn thể bà con sức khỏe. Chúc hội đua thuyền truyền thống của làng văn hóa Đông Dương 2024 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Yêu cầu anh em là ba hồi vẫn đứng lại cho chưa đua, có đau đồng trọng đàm đua. Ba hồi khi là vận yên tại chỗ. Kính mời vị các vị đại diện của các xóm lên nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa bà con nhân dân, chương trình khai mạc lễ hội đua thuyền năm 2024 đến đây đã kết thúc. Tiếp theo chương trình là phần tổ chức các giải đua chính thức. Xin trân trọng kính mời cả ông bà nằm trong ban tổ chức là ổn định các đội đua thuyền, ổn định vị trí để tiến hành đua giải đầu tiên, giải cục.
Đề nghị các xóm ổn định, đề nghị các xóm lưu lại. Ban tổ chức thông qua lễ thề lễ đua giải cúng sáng hôm nay. Giải cúng, giải nam, đua chầm, lái trên thuyền, ra dừa về rốn về hạ lưu, đi ba vòng sáu tao, về dừa về rốn mà vào. Giải này là do làng văn hóa treo giải. Đề nghị các xóm, đề nghị các xóm lưu lại. Nếu như mà các xóm đã phạm quy thì ban tổ chức sẽ loại xóm đó. Yêu cầu tay của các thuyền số của mình, yêu cầu ba vị của mình, yêu cầu các xóm cũng vui vẻ lui lại cho các thuyền là tay bình vào cái số thứ tư của xóm mình. Đề nghị các xóm lui. Nếu các xóm nào mà không phạm vi phạm nội quy thì là giải đó là xóm đó bị loại. Xin mời các xóm, nếu xóm nào không bình số thì xóm ban tổ chức không tính giải đó. Yêu cầu các xóm rất cụ thể, chúng ta rất cụ thể. Đề nghị các xóm ổn định. 2-3 lên. Hiện nay trên đường đua là xóm Dương Khê và xóm Đình là hai xóm đi tốt đầu tiên. Tiếp theo là xóm Trong. Sau xóm Trong là xóm Chùa và xóm Trẻ. Các xóm cố lên. Thank you.
đề nghị các anh thanh niên ở ngoài đi vào. Hiện nay xóm Đình đã hoàn thành vòng đua đầu tiên, tiếp theo là xóm Dương Khê. Tiếp theo là xóm Trẻ và xóm Chùa. Sau xóm Trẻ xóm Chùa là xóm Chùa và xóm Chùa. Sau xóm Rú và xóm Chùa là xóm Trẻ. Trên đường đua hiện nay, xóm Đình đã hoàn thành vòng thi thứ hai và bước vào vòng thi thứ ba. Tiếp theo là xóm Dương Khê. Sau xóm Dương Khê là xóm Chùa. Các xóm cố lên. Còn một vòng nữa thôi. Đi qua trước bàn quang của ban tổ chức là xóm Rú. Sau xóm Rú là xóm Trẻ.
và sóng đông. Đây là đoạn đua nước rút cuối cùng, các xóm cố lên. Xóm Dương Khê và xóm Chua cố lên. Tiến vào bằng quang là xóm Đình. Xóm Đình về dài nhất, để người xóm Đình đi, để tránh để cho các ghé khác vào. Về thứ hai là xóm Dương Khê. Thứ ba là xóm Chùa. Nhóm còn lại đang trên đường đua là xóm Rú, xóm Đông. Kết quả của giải cúng sáng hôm nay, giải nhất là thuộc về đơn vị xóm Đình. Thứ hai xóm Dương Khê, thứ ba xóm Chùa, thứ tư là xóm Rú. Xóm Rú về thứ tư, thứ năm là xóm Đông, thứ sáu là xóm Trẻ, thứ bảy là xóm Trong và thứ tám là xóm Hấp. Đề nghị cả đại vị đại diện của các xóm lên nhận quà và chuẩn bị bốc thăm giải đua thứ hai. Đề nghị các xóm lên nhận thưởng và tiếp tục bốc thăm giải đua thứ hai. Alo, xin mời các anh đại diện toàn xóm đi vào bục xăm. Xin mời đề nghị các xóm ổn định, đề nghị các xóm ổn định. Rồi thì bắt đầu đi làm xong để đủ đầy đủ chưa ạ? Rồi đến thứ hai bắt đầu kêu là xóm Chua rồi, bây giờ xóm Hợp, xin mời xóm Hợp. Dạ.
Xin mời Sởm Dương Khơ. Ban tổ chức xin cảm ơn nhà xe quốc gia đã ủng hộ cho giải 4 triệu đồng. Xin chân thành cảm ơn. Sởm Dương Khơ vận số 1. Giờ mời Sởm thứ 3, Sởm Trẻ. Mình chỉ mình đừng ngồi nói nhau. Cùng số 5, Sởm Trẻ vận số 5. Xin mời Sởm Đình. Sởm Đình số 3. Xin mời Sởm Trong. Xin mời Sởm Trong số 4. Xin mời Sởm Đông. Mình nói với nô tôi đưa đi nữa thì có chi đây nữa. Sởm Đông số 6. Xin mời Sởm Đô. Rồi. À rồi. Con số nó mà lẹt. Sởm Hữu số 2. Bất chung số 7 hình như số 7 rồi, cần nhiều hơn. Ban tổ chức xin thông báo kết quả bốc thăm giải đua thứ 2. Số 1 Sởm Dương Khê. Số 2 Sởm Rú. Số 3 Sởm Đình. Số 4 Sởm Trong. Số 5 Sởm Trẻ. Số 6 Sởm Đông. Số 7 Sởm Chùa và số 8 Sởm Hợp. Về giải này là do Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân xã Hải Dương trao giải. Trị giá của giải là 4 triệu đồng. Đề nghị các đội thuyền của các xóm ổn định đội hình và tiến về bàn quan chuẩn bị giải đua thứ hai. Giải hai là giải nam đua chèo, lại trên bàn quan ra lồn về rốn lên thượng lưu, đi 3 vòng 6 tao về lồn về rốn mà vào. Vào bàn quan thì lái cầm thẻ vào nộp cho ban tổ chức. Đề nghị các xóm là đưa ghe thuyền về trước bàn quan của ban tổ chức để chuẩn bị đua giải đua thứ hai. Ban tổ chức xin thông báo lại số thứ tư của các xóm. Số 1 Sởm Dương Khê, số 2 Sởm Rú, số 3 Sởm Đình, số 4 Sởm Trong, số 5 Sởm Trẻ, số 6 Sởm Đông, số 7 Sởm Chùa và số 8 Sởm Hấp. Đề nghị các đội thuyền đưa thuyền của mình về trước bàn quang để chuẩn bị đua giải đua thứ hai.
Đề nghị thiên của các xóm trở về bằng quang. Do sáng hôm nay hội đua thuyền sáng hôm nay là gồm có 6 giải, do đó thời gian rất gấp. Đề nghị các xóm đưa ghe thuyền của xóm mình về trước bằng quang để đua giải đua thứ hai. Đề nghị các hôn thuyền tập trung tại bằng quang. Đề nghị các thuyền tập trung tại bằng quang. Rồi. Cái số không, nhưng mà cái khiên về với anh ghi được rồi, không phải nó được, anh chỉ ghi nhất đi ba thôi để tôi đọc cho xong. Nói quá rồi, không đi chứ có mà đọc là cái số đấy cho anh, đừng cho sắp để đấy anh đọc là cái số đó. Ban tổ chức xin nhắc lại số thứ tư của các xóm: số 1 xóm Dương Khê, số 2 xóm Rú, số 3 xóm Đình, số 4 xóm Trong, số 5 xóm Trè, số 6 xóm Đông, số 7 xóm Chùa và số 8 là xóm Hóp. Đề nghị thuyền của các xóm vào đúng vị trí của xóm mình để tiếp tục tổ chức giải đua. Liên quan này các xóm là phải bình số hết. Đó. 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 Đó